Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử Vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2021, 6 tháng cuối năm vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới giàu như vũ bão. Các chuyên gia phong thủy nhận định rằng, những người tuổi Ất Sửu có tài lãnh đạo, tổ chức, quản lý người khác. Họ có lập trường chắc chắn, vững vàng lòng quyết tâm cao, chừng nào chưa đạt được mục đích, ất sửu sẽ không dừng lại. Khát vọng vươn lên trong cuộc sống là động lực để họ không ngừng tiến lên phía trước, gặt hái được nhiều thành công. Những người này không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm, đối với họ, càng gian nan, thử thách bao nhiêu thì chiến thắng càng vang dội, vinh quang bấy nhiêu. Vì sự cố gắng không ngừng đó mà dù trong năm 2021 tuổi Ất Sửu có phạm phải trực thái tuế, khó khăn của dịch bệnh vừa qua nay lại bị thái tuế kìm hãm, sự nghiệp của tuổi Ất Sửu vẫn có bước tiến mới, chức vị sẽ có sự thăng tiến, có thể nói là trong họa có phúc. Tuy vậy, con giáp này đừng quá vui mừng bởi trong năm 2021 tuổi vẫn có nhiều tai họa, tài lộc thì hao tán, mâu thuẫn trong các mối quan hệ sẽ làm bạn khó phát triển. Ngày hôm nay Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ quý vị và các bạn về tử vi anh chị tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Ất Sửu trong nửa cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Ất Sửu trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi ất Sửu trong 6 tháng cuối năm 2021. Theo tử vi của anh chị tuổi ất Sửu trong nửa cuối năm 2021 cho thấy trong năm tuổi của mình sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy tới. Anh chị tuổi ất Sửu sinh năm 1985 nên có sự chuẩn bị kỹ càng, tránh bị sốc tâm lý. Tuy nhiên, đó cũng là thời cơ để anh chị rèn luyện bản lĩnh, trở thành một người giỏi giang và vững vàng hơn trước các mối quan hệ xã giao về cơ bản là bình ổn nhưng vẫn không thuận lợi cho lắm anh chị cần phải chú ý cách cư xử của bản thân khiêm tốn lắng nghe góp ý của người đi trước chớ coi nhẹ người đi sau chuyện tình cảm trong thời gian này cũng không có nhiều biến động nếu anh chị còn đang độc thân muốn tìm được nửa kia thì anh chị nên chủ động mở lòng trước ngoài ra sức khỏe thời điểm này khá ổn định anh chị chỉ cần chú ý rèn luyện thường xuyên hơn đồng thời không nên giữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng Đặc biệt do phạm phải trực thái tuế, mà người xưa thường nói thái tuế là vị tướng quân cai quản trần gian suốt một năm. 60 năm lục thập hoa giáp sẽ có 60 vị thay phiên nhau cai quản và mỗi vị sẽ có chấp pháp khác nhau cai quản trời đất. Năm nào đến lượt thần thái tuế thì năm đó gọi là trị niên thái tuế. Vậy nên để hóa giải anh chị hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó anh chị có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. 2. Vận trình của người tuổi Ất Sửu trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tử vi của anh chị tuổi Ất Sửu nửa cuối năm 2021 cho thấy anh chị có thể giải quyết được một vài vấn đề còn bỏ ngỏ trong khoảng thời gian từ trước đó anh chị có cơ hội thay đổi suy nghĩ, có tinh thần tích cực hơn khi đối diện với khó khăn. Vậy nên dù có gặp những chuyện bất ngờ khó giải quyết, anh chị cũng không rơi vào trạng thái bị động thường xuyên như trước đó nữa. Nếu cố gắng hết sức mình, anh chị vẫn có cơ hội được thăng chức, tăng lương, nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo, bạn bè và đồng nghiệp cùng cơ quan. Cho nên để kích hoạt vận khí cắt lành thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt thì anh chị tuổi ất sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu. Năng lực của Tam hợp khí sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời vòng còn giúp chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ anh chị phát triển trong năm thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tử vi của anh chị tuổi Ất Sửu có nói rằng trong năm tuổi của mình, chuyện làm ăn kinh doanh diễn ra không quá thuận lợi anh chị có thể gặp phải một vài đối tượng không đáng tin cậy, vì vậy anh chị chớ nên nóng vội làm giàu mà đưa ra những quyết định nông nổi, thiếu chính xác kẻo bị lừa gạt tiền mất tật mang. Ngoài ra những anh chị đang làm công ăn lương về cơ bản vẫn giữ được mức thu nhập ổn định, nếu không ngừng cố gắng thì vẫn có cơ hội thăng chức, tăng lương, cải thiện mức sống. Đặc biệt trong thời điểm này thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi ất sửu hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ anh chị trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi, thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Trong nửa cuối năm 2021, những anh chị đã lập gia đình không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong chuyện tình cảm. Dù đôi khi hai người vẫn tranh cãi, mâu thuẫn với nhau nhưng sau mỗi lần hàn gắn, đôi bên lại càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn đối với anh chị đang còn độc thân thì nữ mệnh đào hoa hơn nam mệnh. Nếu mở rộng các mối quan hệ, cởi mở hơn trong giao tiếp, anh chị có thể tìm được người thích hợp với mình. Tình duyên vì thế cũng có phần hanh thông hơn trước. Tuy nhiên nam mệnh còn rụt rè, nhút nhát nên khá bị động. Cho nên anh chị cần thay đổi mặt tính cách này thì mới mong kết đôi được với người mình yêu mến. Ngoài ra để cải vận tình duyên thì anh chị tuổi ất sửu hãy sử dụng vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu vòng sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của anh chị trong thời gian sắp tới. Từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, gia đạo yên ấm. Đặc biệt những anh chị độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của anh chị tuổi Ất Sửu trong nửa cuối năm 2021 bị tác động do cục diện tuế can tân kim khắc Ất Mộc. Vì thế anh chị cần đề phòng bị thương gân cốt, cẩn thận khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn hoặc lao động chân tay, lao động với máy móc. Hơn nữa, anh chị không nên bắt cơ thể lao động quá sức, dễ dẫn đến những tổn hại không báo trước, vừa hại thân vừa tốn kém tiền bạc. Đặc biệt anh chị hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh, vòng tay sẽ giúp anh chị tăng cường vận khí, cải mệnh và chiêu mời quý nhân tương trợ và bảo vệ anh chị khi mang theo pháp khí bên mình cũng giống như Phật ở bên cạnh anh chị vậy, từ đó tâm sẽ được bình yên hơn, giảm căng thẳng và áp lực trong năm. 3. Hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm tân sửu của tuổi ất sửu. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Sang tháng cô hồn, vận trình của anh chị tuổi ất sửu có khá nhiều biến động. Công việc của anh chị sẽ gặp khó khăn, cảm giác làm việc trúc chắc, bị nhiều thế lực cản trở sức khỏe của anh chị cũng giảm sút, dễ đau yếu, mất tiền thuốc thang trị bệnh. Tài chính vì thế mà biến động, thu chi mất cân đối, áp lực tiền bạc lớn, đề phòng tình trạng phá tài vào cuối tháng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Sang tháng đinh dậu, sửu thổ và đinh hòa tương sinh, hình thành thế thực thần thuốc tài, rất lợi cho đường tài lộc. Lại thêm địa chi tam hợp, cắt lại càng thêm cắt tiền bạc dồi dào, kinh doanh buôn bán phát lộc, thu nhập tăng lên đáng kể có điều, anh chị tuổi ất sửu cần đề phòng tai nạn bất ngờ. Cho nên anh chị hạn chế đi xa hoặc đi một mình, đề phòng bất chắc. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng này, sức khỏe của anh chị tuổi ất sửu liên tục phát sinh trục trặc. Cho nên anh chị cần chủ động nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám định kỳ để sớm phát hiện ra nguy cơ bệnh tật. May mắn tài lộc của anh chị trong tháng khá vượng, có hoạnh tài bất ngờ, chuyện làm ăn dễ, trúng mánh. Tuy nhiên, dẫu tiền nhiều mà sức khỏe yếu thì cũng không trọn vẹn. Nếu có thể, anh chị nên bớt tham lam, ôm đồm nhiều việc để dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi cơ thể bạn nhé. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng mà thổ khí đương vượng rất có lợi cho sức khỏe của anh chị tuổi ất sửu. Theo đó, người ốm mau khỏi, gặp thầy gặp thuốc, không hao tốn quá nhiều sức lực và tiền bạc. Có điều, anh chị chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung kẻo công việc gặp trở ngại, không được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Điểm nổi bật trong vận trình tháng này của anh chị tuổi Ất Sửu nằm ở phương diện công việc. Anh chị được các tinh tú chủ về di chuyển chiếu mệnh, dù khá mất sức cho việc đi lại, song thành quả thu về rất đáng ngưỡng mộ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến tài vận trong tháng lên xuống bất ổn, đa phần có dấu hiệu suy giảm do có hung tinh chủ về hao tán chiếu mệnh. Theo đó, dù anh chị làm gì cũng nên lấy phương châm tiết kiệm hàng đầu, đừng vung tay quá chán, kẻo rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm tuổi, anh chị tuổi ất sửu sẽ chịu khá nhiều áp lực về mặt công việc và tài chính. Khối lượng công việc nhiều, áp lực gia tăng, trong khi đó tiền bạc lại bị tắc nghẽn, ở nơi nào đó, chưa đổ về túi ngay được. Ngoài ra, tháng này anh chị cần cẩn thận kẻo phá tài do phải chi tiêu quá nhiều vì người thân hoặc bạn bè. 4. Vận hạn của tuổi Ất Sửu trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất là sao hạn tuổi Ất Sửu. Các anh tuổi Ất Sửu trong 6 tháng cuối năm bị sao La Hầu chiếu mệnh. La Hầu là hung tinh kỵ nhất với nam, bởi thế nên dân gian mới có câu nam La Hầu, nữ kế đô để ám chỉ đây là các sao nặng với nam và nữ giới hung tinh này mang đến điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tồn tiền tài. Không những vậy các anh còn chịu tác động của hạn tam kheo. Khi gặp hạn tam kheo thì các anh nên đề phòng chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Bên cạnh đó các chị tuổi ất sửu trong thời gian này cũng bị hung tinh kế đôi chiếu mệnh. Các chị gặp sao này thường dễ bị tai ương, bệnh tật tang khó hay họa vô đơn chí bất ngờ các chị cũng cần đề phòng chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may. Cẩn trọng nhất vào tháng 9 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Đặc biệt chị cũng cần đề phòng hạn thiên tinh. Bởi gặp sao hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay và gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của anh chị tuổi Ất Sửu có thái tuế, phá toái và hoa cái tọa thủ, gây ức chế về mặt tinh thần, suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra, có dấu hiệu thị phi đeo bám, ăn nói cẩn trọng. Cung tam hợp thì có lộc tồn, long trì, phượng các giải thần, thiên phúc, hàm trì là những cát tinh thúc đẩy ngoại giao tốt, gặp người có quyền thế giúp đỡ, lợi cho tài lộc và ngoại giao. Tuy nhiên, còn có các hung tinh như tuần, triệt, bạch hổ, phi liêm, thiên khốc, thiên quan, quan phủ mang tới trở ngại trong công việc, tin buồn trong gia đình, tai nạn bất ngờ, thị phi kiện tụng cuối cùng là cung sung chiếu gồm có đại hao tuế phá thiên hư là những hung tinh chủ về tiêu hao tiền của mất trộm tiểu nhân quấy phá hoặc có bệnh trạng trong người cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại